Con chào thầy, mình chào các bạn. Con tên là Nguyễn Ngọc Ánh, học lớp 5B trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội. Hôm nay con xin thuyết trình về bài hứng chuối. Bài của con gồm có 6 nhân vật: nhân vật con khỉ, nhân vật quả chuối, chữ thua cuộc, chữ thắng cuộc và hai cái pháo hoa. Bây giờ con sẽ bắt đầu chơi. Con ăn được một quả chuối thì nó sẽ cộng thêm, khi mà con ăn được một quả chuối, một nải chuối có 3 quả thì nó sẽ cộng thêm 3 điểm, và khi mà con ăn quả chuối màu đen thì nó sẽ hiện chữ game over. Con sẽ để nó chữ game. Khi mà con được 30 điểm hoặc trên 30 điểm thì nó sẽ hiện chữ winner và phát tín hiệu cho hai cái pháo hoa để nó bắt đầu nổ. Con thích nhất là nhân vật quả chuối. Nhân vật quả chuối thì nó có khi bắt đầu tôi là một bản sao đặt biến của tôi thành công hiện chuyển sang trang phục lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 5, đi tới điểm X lấy ngẫu nhiên chiều 240 đến 240, y là 180, lặp lại cho đến khi chạm vào màu nâu, thay độ một ngựa trừ 7. Nếu đang chạm vào con khỉ thì bắt đầu âm thanh chóp. Nếu trang phục chuyển sang số 1 thì thay đổi điểm là 5. Còn nếu trang phục hiện ra số 3 thì hiện ra số 2 thì cộng thêm 3 điểm. Nếu trang phục vào số 3 thì thay điểm thì cộng điểm thì cộng 2 điểm. Còn nếu trang phục hiện sang số 4 thì trừ 3 điểm. Còn nếu mà trang phục số 5 thì sẽ phát tín hiệu game over, xóa bản sao. Khi bấm vào lá cờ xanh thì đặt điểm thành công, gợi ẩn liên tục tạo bản sao của tôi, đợi 1 giây. Khi nhận win dừng lại các kịch bản khác cho nhân vật, xóa bản sao này. Khi nhận game over dừng lại các kịch bản khác cho nhân vật, xóa bản sao này. Ở trong phần trang phục của quả chuối thì con có 5 trang phục: quả ba ba quả chuối, hai quả chuối, một quả chuối và quả chuối bị sâu, còn quả chuối độc là quả chuối còn lại. Ở trong trang phục của khỉ thì có trang phục một là con khỉ đang cầm một chiếc bát rộng, còn trang phục hai thì nó cầm một quả chuối, trang phục ba hai quả chuối, trang phục bốn là ba quả chuối, còn trang phục năm là con khỉ lúc nó vui, trang phục sáu là lúc nó bắt đầu đang chuẩn bị khóc, còn đây là lúc bắt đầu nó khóc. Con có 10 trang phục con khỉ. Con chào thầy và các bạn. Con xin hết. Rồi, thầy cảm ơn cái phần thuyết trình của Ngọc Ánh. Tiếp theo là thầy mời các bạn khác có những câu hỏi dành cho Ngọc Ánh nha. Ngọc Ánh trả lời những câu hỏi cho các bạn. Rồi, thầy mời các bạn khác. Rồi, thầy mời Thế Anh. Con thôi cô à. Rồi, nó đi Thế Anh. Thầy không có nguyên với cả thầy bảo bạn nguyên lại đi. À, sao nguyên nó lại khóc ạ? Con không biết. Con chịu ạ. Rồi kiểm tra lại coi, nó chơi lại nguyên lại coi. Hồi nãy thua thì khóc là đúng rồi đúng không? Nhưng mà nguyên cái trang phục. Con phóng to lên con chơi lại cho Win đi Thầy ơi, nhìn khóc được mà thầy.
Quyên cũng khóc luôn mà thầy. Dạ. Mừng quá phải không? Ủa đúng mà. Thế vừa nãy bạn bị Win lại khóc. À, nãy bạn phải bạn bấm qua cái trang phục con cùng bạn à, nãy lúc là đúng rồi lại bạn chuyển qua cái trang phục kia bạn bấm qua trang phục này trang phục kia để nãy bạn giới thiệu á bác một táo bác hai táo bác đó hiểu chưa thế anh hiểu không thế anh tức là nãy khi bạn bạn thuyết trình á bạn chuyển qua trang phục á bấm bạn bấm từng trang phục cho mình xem đó cái bạn bấm tới cái trang phục đó cái nó dừng ở chỗ đó chứ không phải là chơi win được khóc thế rồi nãy bạn bấm vào nhân vật chú khỉ mến khi này. Đấy, bạn bấm cho Nhưng mến mà kia. Bạn bấm thế thầy bảo bạn bấm vào trang phục con khỉ đi. đúng rồi, bấm vào khỉ nè. Cái này bạn bấm vào trang phục đó, cái bạn chuyển dần 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 cho mình xem đó. Cái bạn đang dừng lại ở chỗ là nhân vật khóc. Chứ không phải là Vin được khóc. À, nãy bạn đang chuyển ngang cái trạng thái đó. Để chờ, nãy bạn bấm từng trang phục cho mình xem đó. Hiểu chưa, thế anh? Ủa? Rồi. Rồi, con hỏi gì nữa không con? Con không ạ. Ừ. Rồi. Rồi thầy mời các bạn khác có câu hỏi dành cho Ngọc Ánh nha. Bảo Châu. Thầy mời Bảo Châu phát biểu các cái. Bảo Dạ Châu. thầy. Rồi. Mời Bảo Châu. Rồi nói đi bác cháu. Cô có ý gì dành cho Ngọc Ánh đây? Ủa thầy chưa nghe Bảo Châu nói hết đấy. Cho nói đi. Bàn con nở con khỉ nhỏ hơn thầy ạ. Sao con nói lại cho thầy với Ngọc Ánh nghe với bạn nghe coi chưa nghe rõ Là bạn cần thú nhỏ con khỉ lại thôi ạ. à nghe rõ chưa Ngọc Ánh Rồi ạ. rồi còn gì nữa không Bảo Châu Không thôi. rồi thầy cảm ơn Bảo Châu ha rồi thầy có góp ý Ngọc Ánh như thế này ha Ngọc Ánh thứ Tôi nhất còn là có thầy ý nữa. à rồi thế anh ạ rồi thì mời thế anh Không có bảo gì đâu hả? ủa vì bạn nào mới vừa nói cứ ý tí đó Tùng Dương hả Vâng ạ. rồi Tùng Dương Con thưa thầy, con có nhận xét về bài của bạn là con thấy cái táo độc của bạn ý phải không, táo sâu của bạn ý chưa được chân thật lắm chuối à chuối sâu đó đâu, với cả cái winner game game over thì có nghĩa là nếu mà thua thì phải, nên là cho màu đen, còn thắng thì cho màu rực rỡ hơn. ha mà đỏ là rực rỡ rồi Không, con đang bảo cái màu xanh của nhân vật à đâu, của nhân vật Game Over cơ. rồi Con có nhận xét thứ hai là con thấy cái con khỉ khi mà nhận được vật chuối thì con nghĩ là quả chuối nên cho bé hơn để có thể nhìn được các quả chuối khác. rồi con muốn cái nhân vật nhỏ lại được trước đúng không thiết kế nhỏ lại đó Vâng. ha rồi còn gì nữa không con Để con xem nào. rồi thầy để là Con thầy nghĩ là hết ạ. rồi thầy cảm ơn con ha để thầy chốt lại cái ha
Rồi vì thầy có nhận xét tư vấn thêm cho bài của Ngọc Ánh thế này ha. Thứ nhất là về thẩm mỹ nè, thầy thấy con thiết kế cũng là khá là đẹp, từ nhân vật rồi hình ảnh bác rồi những cái hình ảnh chuối, chuối nguyên, chuối rồng rồi chuối vị sau, rất là đẹp. Rồi về lập trình thì thầy thấy con làm đúng hết tất cả những cái kiến thức thầy dạy ở trên lớp. Rồi về cái phần sáng tạo thì thầy thấy con sáng tạo cái hình ảnh nhân vật, thay vì con làm cái sản phẩm hứng táo giống như thầy dạy đúng không, và con đã làm phát triển thành cái sản phẩm hứng chuối thì cũng rất là sáng tạo. Như thầy hỏi thử con một cái ý thử, con có biết không ha, sao mà con chọn kỹ hướng chuối mà không chọn kỹ hướng táo? Rồi anh thử con có biết không? Dạ, tại vì con chỉ có thích ăn chuối. À đúng rồi, khỉ là thích ăn chuối, cho nên bạn làm một sản phẩm là khỉ hướng chuối nha. Rồi thầy cảm ơn Ngọc Ánh đã hoàn thành cái bài thuyết trình sản phẩm của mình, rồi chúc mừng con.